Tôi cứ hay lấy cái ví dụ của một cái chị, đi buôn, chị đi bán rau thôi, mà sáng nào chị cũng đi lễ. Hỏi chị bảo sao chị không đi chợ sớm đi để bán có phải lãi thêm không? Chị bảo không, bỏ lễ nó tiếc lắm. Bỏ lễ nó tiếc lắm. Một chị giáo dân bình thường đi làm ăn lam lũ mà nói là bỏ lễ nó tiếc lắm, thì phương chi giám mục và linh mục cớ gì lại không đi lễ? Anh chị em là những doanh nhân, anh chị em là những người đi làm, biết rằng anh chị em bận mải lắm, nhưng bận mải đâu bằng tổng thống được. Cái bà Arroyo, tổng thống của Philippines ấy, bà đi sang họp ở Hà Nội ấy, không ngày nào bà không vào trong nhà chung để xin các cha trong đấy dâng thánh lễ cho bà ấy và toàn bộ cái đoàn tùy tùng của Philippines vào đó để hiệp dâng thánh lễ. Vậy thì chúng ta hãy động viên nhau, cố gắng nâng đỡ nhau để đời sống của đức tin chúng ta không những cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta, để chúng ta có được sự bình an đích thực như Isaiah trong bài đọc 1 hôm nay đã tiên báo, và như Chúa Giêsu Kitô đã làm cho gia đình nhà ông viên sĩ quan kia được một sự bình an đích thực, bình an trong niềm tin, trong niềm phó thác vào tình yêu Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Amen.